Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Biên Hòa vừa phối hợp với ngành y tế thành phố tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân cho hơn 180 thanh niên thuộc các phường An Bình, Bình Đa và Tam Hòa trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024, tuổi từ đủ 18 đến 27. Trong quá trình khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã cử cán bộ theo dõi chặt chẽ các khâu, các phòng, đảm bảo sự nghiêm túc, chất lượng, khám tuyển đúng. Quyết tâm lựa chọn những thanh niên ưu tú, đúng độ tuổi, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân năm 2024 cấp trên giao. Trước đó, các phường An Bình, Bình Đa và Tam Hòa đã phối hợp tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho hơn 1.000 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2024.